Xin chào các bạn, rất vui được gặp các bạn tại điểm hẹn cà phê Showbiz. Tuần vừa qua, sự kiện thời trang Aquafina Việt Nam International Fashion Week 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp và chính thức khép lại vào tối ngày 6 tháng 12. Chủ đề của sự kiện năm nay, The Future Now đã nhận được sự quan tâm lớn từ những người yêu thời trang và giới truyền thông. Thảm đỏ là nơi ghi dấu ấn của những nhân vật nổi tiếng trong Showbiz Việt cùng những bộ sưu tập mới nhất của những nhà thiết kế tài danh. Ngay bây giờ đây, hãy cùng chúng tôi điểm mặt top 5 những bộ trang phục xấu nhất và top 5 những bộ trang phục ấn tượng nhất tại sự kiện này nhé. Top 5, Diệp Linh Châu. Trong khi phái nữ ở sự kiện thi nhau mặc đồ trễ nải khoe ngực đầy đặn lấp ló, thì Diệp Linh Châu quyết định chơi trò tàng hình với vòng một của mình. Không sở hữu số đo 3 vòng hút mắt, thế nhưng cô nàng quyết diện đồ băng cuốn chặt tới mức vòng một xẹp lép, o ép luôn cả vòng eo của mình. Trông cô giống như đang đi triển lãm giò lụa ép hơn là đến dự một show thời trang lớn trong năm. Top 4, Lê Âu Ngân Anh. Lại một lần nữa, những tranh cãi mang tên Lê Âu Ngân Anh nổ ra sau màn trình diễn của nàng hậu này tại thảm đỏ của Aquafina Việt Nam International Fashion Week 2020. Để đọ sắc với dàn hoa rực rỡ khác tại sự kiện, Lê Âu Ngân Anh đã diện bộ cánh với thiết kế như một bông hoa hồng phấn đang nở rộ. Tuy nhiên, cách phối đồ cùng với kiểu make-up và làm tóc lệch tông của cô khiến bộ trang phục trở nên phản tác dụng. Thậm chí, khi nhìn vào outfit của nàng hậu, thay vì nghĩ đó là một bông hoa kiều diễm, thì cộng đồng mạng lại liên tưởng đến món ăn đặc trưng của Nhật Bản, sushi cá ngừ. Top 3, Maya. Với điểm mạnh nằm ở body nóng bỏng quyến rũ thì không có lý do gì lại không khoe ra cho mọi người chiêm ngưỡng. Nhưng cách phô trương quá lố của Maya đã khiến cho thế mạnh ấy của cô trở thành điểm trừ trong mắt người hâm mộ. Cụ thể, bộ cánh Maya mang đến thảm đỏ vừa qua không những ôm sát body nóng bỏng mà còn xuyên thấu tới mức phản cảm, thiếu tinh tế tại sự kiện đông người. Top 2, Giáng My. Giống như bao nghệ sĩ khác, Giáng My khi xuất hiện tại thảm đỏ cũng tự tin khoe cá tính khi cô diện một bộ cánh với màu tím rực rỡ và có phần hơi xến. Thiết kế váy dài, xòe nhưng lại thả suông cùng với phần tai bồng khiến cho thân hình của Giáng My có phần tròn trịa và thiếu thanh thoát hơn. Điều đáng nói là đi kèm bộ đầm với kiểu dáng không mấy mới mẻ lại là một make-up look và kiểu tóc có phần lỗi thời khiến Giáng My trở nên dừ hơn và cũ kỹ như một nhân vật từ vài thập niên trước xuyên không đến hiện tại để tham dự sự kiện vậy. Top 1, Linh Ly. Chiếc đầm của Linh Ly có thừa sự diêm dúa và thiếu sự tinh tế để trở thành một chiếc đầm đẹp. Còn mái tóc của cô hiển nhiên không ăn nhập với chiếc đầm. Sự lạc quẻ trên cả set đồ rõ ràng tới mức nhìn mà tưởng người ta ghép đầu Linh Ly vào một người khác vậy. Và vẫn là Linh Ly nhưng ở phiên bản với level rối mắt tăng gấp đôi. Từ chiếc nơ tới găng tay, từng chi tiết trên set đồ của Linh Ly đều như phản ứng kết tủa của bộ môn hóa. Mỗi thứ đi một nơi chẳng chút ăn nhập. Tổng thể về hai set đồ mà Linh Ly diện vừa rồi là tương đối diêm dúa và lòe loẹt. Vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu xong top 5 bộ trang phục không đẹp của sự kiện này rồi. Vậy còn top 5 bộ trang phục ấn tượng nhất thì sao? Mời các bạn hãy tiếp tục theo dõi cùng Cà Phê Showbiz nhé! Top 5, Châu Bùi. Fashionista Châu Bùi nổi bật trên thảm đỏ của Aquafina Việt Nam International Fashion Week 2020 ngày 1 với bộ trang phục cá tính. Chiếc đầm ngắn được phối hai màu là vàng óng và đen cùng với phần đuôi váy được cách điệu dài quét đất vừa thể hiện được nét phá cách, nổi loạn nhưng cũng không kém phần sang trọng. Các phụ kiện đi kèm, bút da đen cao cổ, bao tay dài và mũ beret da cùng màu cũng là điểm nhấn của bộ trang phục khiến cô nàng Châu Bùi trở nên hiện đại, cá tính hơn. Top 4, Sam. Tỏa sáng như một vị thần là những mỹ từ được sử dụng để nói về sự xuất hiện của Sam trên thảm đỏ lần này trong ngày thứ tư. Với chiếc đầm trắng dài, phần tà váy cũng được thiết kế dài, thả lơi phía sau vai tạo nên sự nhẹ nhàng và thước tha cho bộ cánh. Phần đai lưng bản to màu da bò cùng với các phụ kiện là vòng tay bản to, bông tai, vương miện màu vàng đồng tạo nên nét cổ điển, sang trọng cho bộ trang phục nhưng cũng không làm mất đi sự ngọt ngào, ngây thơ vốn có của Sam. Top 3, Minh Triệu Kỳ Duyên. Không thể không nhắc tới bộ đôi Minh Triệu Kỳ Duyên khi cặp đôi này đã có màn trình diễn thảm đỏ đầy ấn tượng trong ngày thứ tư. Cả hai đều diện những thiết kế với màu kim sa lấp lánh, phần chân váy xẻ sâu đầy sang trọng và quyến rũ. Tuy nhiên, trang phục của Minh Triệu có phần táo bạo hơn khi phần chân váy được xẻ cao hơn, phần eo được khoét cùng với một bên hông được thiết kế dạng dây đan thay cho vải liền khiến cô nàng trở nên nóng bỏng. Còn thiết kế của Kỳ Duyên thì lại an toàn hơn khi chỉ xẻ cao ở phần chân váy.
Phần trên váy màu trắng được thiết kế theo form cúp ngực, hoa văn tinh tế tạo nên nét nhẹ nhàng cho bộ trang phục, nhưng cũng không làm giảm đi sự sexy, sang trọng của Kỳ Duyên khi diện bộ cánh này. Top 2. Cẩm Đan. Cẩm Đan, top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020, thí sinh với nhan sắc gây nhiều tiếc nuối nhất trong cuộc đua vương miện năm nay, cũng không hề kém cạnh các đàn chị khi hóa thân thành nữ thần Hy Lạp trên thảm đỏ của Aquafina Việt Nam International Fashion Week. Bộ cánh với tông màu bạc chủ đạo, ôm sát phần eo làm nổi bật lên vòng hai con kiến của người đẹp. Các phụ kiện đi kèm tương đối cầu kỳ, bắt sáng lấp lánh khiến cho tổng thể bộ trang phục trở nên sang trọng hơn. Điểm nổi bật của bộ cánh này là chú chăn thật quàng quanh cổ. Đây là một màn bứt phá gây chấn động ngay trên thảm đỏ thời trang của Cẩm Đan. Top 1. Ngọc Trinh. Cùng diện trang phục của nhà thiết kế Đỗ Long trong đêm trình diễn thứ tư, Ngọc Trinh như đốt cháy thảm đỏ lần này bởi sự xuất hiện của mình. Bộ đầm được quét ngược táo bạo, thiết kế ôm trọn vòng một nóng bỏng và vòng eo thương hiệu của nữ hoàng nội y. Các phụ kiện đi kèm bộ trang phục cùng với concept make up, kiểu tóc đều toát lên khí chất của một nữ hoàng. Nhà thiết kế dường như đã đo ni đóng giày cho Ngọc Trinh khi chế tác ra một bộ trang phục có thể khoe được hết những nét nổi bật nhất về body của cô nàng. Những màn trình diễn thảm đỏ chất phát nước của dàn sao Việt luôn là điều mà công chúng quan tâm. Bạn vừa theo dõi xong 10 bộ trang phục nổi bật nhất của sự kiện Aquafina Việt Nam International Fashion Week 2020. Bạn ấn tượng với bộ trang phục và sao Việt nào nhất? Hãy để lại bình luận ở bên dưới cho chúng tôi biết với nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!